lết này chạy đi. Để vì tái giờ sẽ đậu rồi. Về chúng ta. Dùng dây để trước. Đang nuôi rồi. Dây này cho mọi người 500 mét. Chạy thêm vòng nữa đi. Chạy thêm vòng canh. Vô. Có một tí nữa. Đây ông cầu lớn, ông cầu 103. Ở đây là cái đường cầu xa. Cắt xong rồi, vừa cắt xong mấy con rơm cuốn luôn.
còn 70 thái thôi. Đây cái lồng nữa đang rộ. Đây 70 thái. Tuốt lần ra đó. Đây nó còn chạy khúc rồi, khúc cái lồng này còn 93 đó, đó. Còn 70, còn 93 đó nữa. Lốt ngoài lần trước rồi các bạn. Cái đồng này nhờ nó rộ, tạm như tại Vĩnh Chánh, Hội Sơn, An Giang. Chạy ngon. Các bạn như cảnh cắt lúa ruộng dây ở xã Vĩnh Chánh, Hội Sơn, An Giang chạy được mấy vòng, giờ mấy cái lúa bắt đầu nó xuống nó kéo này, cái đồng tuốt trong kia mình phải kéo lúa rồi này, đây còn con này nè. Cắt lúa
lúa thêm. Dốc mình kết thúc video đây luôn.